Ở chim cũng nghe hay, xin kính chào các bác. Mình cũng là một người bán hàng qua mạng xã hội, và có một điều đặt ra hôm nay chim cũng hay hay chia sẻ với các bạn là bán hàng thì có lên kêu hay không, và một trong những dấu hiệu mà không trả lời hết tin nhắn được là một trong những dấu hiệu kêu. Thì giới thiệu với các bác là cái kênh của mình chủ yếu là mình bán qua kênh YouTube và cái kênh Facebook. Thì với những cái nhóm hàng khác thì có thể là được tư vấn, được trả lời và chuyên nghiệp hơn. Đây là mình mang tính chất là một cái kênh mang tính chất là quản lý hộ. Đấy, mình cũng không mang tính chất quá chuyên nghiệp. Chính vì vậy là cái mặt hàng của bên mình là những chú chim cu gáy và những con đà điểu và một số những con chim. Cảnh chim cảnh và những cái sản phẩm nông sản bao bì. Thì có khi là các bạn hỏi, ví dụ như là bạn bạn hỏi là em muốn mua đôi chim thì hình thức mua bán thế nào vậy bác, hoặc là một đôi chim giống bao nhiêu tiền, hoặc là một con chim khách bao nhiêu tiền, hoặc là một con đà điểu bao nhiêu tiền. Thì một câu hỏi như thế nó không thể trả lời ngay được, bởi vì là chim và đà điểu thì nó các bạn xem cái tin nhắn này là có một bạn cảm ơn rất là bạn là Hà Văn Hiền, bạn Nguyễn Trung Nghĩa, bạn trả lời giúp mình là chỉ có alo, còn ở đây thì không trả lời đâu bạn. Có lẽ là không phải là mình kêu đâu, bởi vì là mình cũng rất là có trách nhiệm trong cái việc chăm sóc khách hàng và tư vấn khách hàng. Các bạn hiểu là nếu như mà một cái kênh YouTube của mình lên đến hàng 30.000 lượt đăng ký, và kênh Zalo cũng như kênh kênh Facebook của mình cũng là quá số lượng đăng ký và theo dõi, thì những cái lượng tin nhắn là đầu tiên là về cái việc là mình cũng không thể trả lời ngay được, vì lý do là cái tin nhắn của câu hỏi của các bạn nó mô tả cái nó không cụ thể mà mình trả lời cũng không thể trả ngay được. Cái đôi chim đấy bạn phải hiểu là đôi chim giọng còi hay giọng thổ, đôi chim 1 tháng tuổi hay là đôi chim 4 tháng tuổi, đôi chim giống to khổng lồ, đôi chim Thái hay đôi chim Ta hay đôi chim Nhật hay đôi chim cu đất hay là đôi đà điểu, một con đà điểu bóc trứng hay là 1 tháng. Thì cái câu hỏi nhiều khi các bạn hỏi thì mình cũng muốn trả lời, nhưng mà thực tế là cái câu ngay cả câu hỏi của các bạn cũng không thể mình đọc xong thì mình không dám trả lời ngay, nên là cố gắng các bạn liên hệ là 0335305982 vào cái giờ hành chính, và mình sẽ cố gắng mình trả lời trực tiếp, và mình muốn mong muốn rất là mong muốn các bạn thông cảm như vậy. Bởi vì thực ra nếu như mà mình có một mình mà mình quản lý một cái lượng các bạn yêu thích và quan tâm rất là nhiều như thế, thì cái phần mình ngồi cả ngày mình chỉ trả lời tin nhắn, mình không thể cho chim ăn hay không thể quay video để cho các bạn xem chim hay là mô tả như thế nào. Đối với mình là nó phải trực tiếp, mình quay trực tiếp cho các bạn xem, các bạn ưng các bạn lấy, mình đăng video lên hàng ngày, mã số như thế này, bạn nào thì gọi sớm mình ưu tiên chuyển. Đấy, và uy tín của mình được gây dựng từng ngày từng tháng. Mình cũng không thuê người là chăm sóc cái kênh hay là gì cả. Đối với mình thì mình làm đến đâu là mình làm, tự mình làm. Đấy, mình cũng không mang tính chất là có cái tham vọng quy mô lớn như một số những cái kênh bán hàng khác. Một ngày người ta có thể vài chục vài trăm đơn hàng, nhưng với mình một ngày chỉ 5 khách hàng mua, đối với mình là đã là quý rồi, mà đã là cảm thấy đủ cho mình rồi. Thực ra hôm nay mình làm cái video này thì một phần là mong các bạn cũng đừng nghĩ là mình kêu. Đấy, mình không hề kêu một chút nào cả. Mình có thể là giới thiệu với các bạn là những cái kênh YouTube của mình thì cũng được các bạn biết đến và các bạn đăng ký, các bạn theo dõi. Đấy, các bạn nhìn đây, rất là đầy đủ. Như sao để máy chỉ những cái video người ta về nước người du của bầm vừa chim chia sẻ như vậy, rồi cả cái kênh Facebook của mình cũng vậy thôi.
các bạn thấy là mình cũng rất là muốn chia sẻ hơn nữa. Đấy, nhưng mà kể cả cái website của mình thế, mình luôn luôn là có những cái website của mình đây. Đấy, thì các bạn vào các bạn thấy đều là những cái nội dung loanh quanh, cũng có một số cái mặt hàng về chim cu gáy và con giống đại biểu, và một số cái mặt hàng là cây con giống ở đặc sản ở bao vì chúng tôi các bạn nhé. Thế thì các bạn cũng không có gì là phải ngại cả, và mình cũng rất là mong muốn được được mình cũng đang mong muốn được mình mong muốn là được các bạn là đăng ký như là quan tâm chia sẻ. Ở đây thì mình có cái Google Style của mình đây, các bạn biết ngay cả cái biểu tượng các bạn thấy là những cái cây chanh, những con đà điểu và những cái chim cu gáy. Thì ở cái style chim cu gáy này các bạn thấy là có rất nhiều những cái nội dung về chim gáy, đúng không? Đấy, chim cu non này, chim cu da vàng này, chim biết tự mổ này, đấy, nuôi hoang dã này. Đó, thì những cái tiêu đề này thì hoặc là những cái chia sẻ của mình trên những các trang mạng xã hội và trang mạng chính thống của mình thì đều có những cái số điện thoại và kể cả số địa chỉ, số tài khoản. Thì mong là các bạn cũng hết sức thông cảm. Đấy, các bạn nhìn đây là những cái ảnh mang tính chất là của đồng chí Thao chim cu gáy, và thêm thông tin là như vậy. Và hy vọng rằng qua cái video này thì các bạn cũng có thể là biết cái màu sắc kênh của mình là như vậy. Đấy, mình cũng muốn chân thành với các bạn, cũng muốn là hài lòng các bạn, nhưng mà với một cá nhân rất là bình thường, rất là con người, rất là xương thịt và rất là không mang tính chất là chuyên nghiệp, bởi vì cái mặt hàng của mình nó là chim, nó không thể là như một cái gói sản phẩm hay là cái gì nó mang tính nhất quán. Ở đây là nó rất là nhiều cái chi tiết, nhiều cái nhiều khi là mình mong muốn là được giải thích, được tư vấn nó cụ thể hơn để mình nắm bắt được cái nhu cầu thực tế của các bạn. Đó, ví dụ như các bạn muốn mua một đôi chim cu giọng còi, hoặc là các bạn muốn mua giọng âm sấm đấy, hay là thổ đồng hay như nào, thì các bạn bảo một đôi chim cu non bao nhiêu tiền thì mình cũng không biết là các bạn muốn cần một cái đôi chim theo cái tông giống bộ mã âm giọng như thế nào cả, đúng không? Mà cũng không biết là bạn mua cái đôi nó biết là bạn về bạn bón hay là bạn bạn về bạn không phải bón nữa, có nghĩa là nó tự mổ, hay là nó ở cái giai đoạn là tháng thứ 3 hay là tháng thứ 5 hay gáy rồi. Mà chim cu khách thì cũng như vậy. Đây là điều đó là mong là các bạn cũng thông cảm. Đấy, và mong các bạn hết sức thông cảm. Bởi vì với đặt cương vị như các bạn vào tôi thì các bạn cũng không có thể làm hơn được tôi. Bởi vì bản thân tôi cũng là một người rất nghiêm túc trong cái vấn đề cuộc sống và trong cái vấn đề kinh doanh. Đấy, kể cả trong cái kênh của tôi cũng có rất nhiều những cái chế độ khuyến mại nhân những cái ngày lễ, nhân cái dịp, nhân những cái lượng khách hàng, những cái fan, và cái chế độ quyền lợi của khách hàng, những chế độ bảo hành của tôi. Đặc biệt là tôi rất chiên với những cái bậc cao liên, đúng không? Và những cái người thực sự là yêu thích và đam mê. Còn mong rằng là các bạn cũng thừa hiểu là khi một người nào đó đến nhà nói chuyện mình cảm thấy hợp ý, hợp tình, thì có khi một đôi chim có thể là giảm giá hoặc là có thể là đến mức độ cho tặng cũng được. Thế nhưng mà nếu như người mà thể hiện ra là mình không phải là người yêu thích chim và mình chỉ cần tiền thì nhiều khi mình cũng không mặn mà trong cái việc đó, thậm chí là mình rất là buồn. Mặc dù là cũng có những người đến nhà nói những cái mình cảm nhận thấy hết, nhưng mà đó là những cái việc mình là bán hàng ở trên mạng thì nó là cái công việc như kiểu là làm dâu trăm họ. Đôi khi cái tốt cũng bị ném đá, đôi khi cái xấu cũng được người khen, nhưng mà mình cũng không quan trọng về những cái điều đó. Đối với mình quan trọng là mình mang lại một cái giá trị thực sự cho cuộc sống này, mang lại niềm vui cho khách hàng, mang lại sự hài lòng cho khách hàng, và đó cũng là cái tiền đề thành công của cái kênh chim cu gáy đến thời điểm ngày hôm nay. Mong rằng là các bạn cũng nắm bắt được cái quan điểm và những cái bài chia sẻ, những cái quan điểm về kinh doanh, cái nhu cầu bán hàng,
cũng như là nhu cầu vươn lên trong cuộc sống, nhu cầu kinh doanh, nhu cầu kiếm tiền thì ai cũng có, nhưng chúng ta làm như nào bằng cả một cái trái tim, bằng cả một sự đam mê, thì mong rằng các bạn sẽ đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn.